Amor đã hợp tác tổng đại lý tiếp thị và phân phối Xanh Khôi miền Trung, vừa cho ra mắt dự án bất động sản The Cala. Sự kiện đã thu hút gần 500 khách hàng đến tham quan và đầu tư. Dự án The Cala có lợi thế nằm ngay quốc lộ 1D, lưng tựa núi, mặt hướng biển, bao gồm 29 tầng cao và một tầng hầm, cung cấp ra thị trường 454 căn hộ và 13 căn shop house, đa dạng loại hình từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, diện tích linh hoạt từ 41m2 đến 184m2. Tất cả các căn hộ đều được thiết kế thông minh, thông thoáng, có lô gia giúp đón nắng, đón gió tự nhiên từ núi và biển. The Cala là dự án đầu tiên tại Quy Nhơn có thiết kế sân vườn độc đáo với diện tích lên đến 90m2, được kỳ vọng sẽ mở đầu xu hướng bất động sản cao cấp nhằm góp phần tô đẹp thêm cho không gian đô thị mở Quy Nhơn. Với nhiều ưu đãi chính sách hấp dẫn, dự án The Cala hứa hẹn sẽ là sản phẩm thu hút khách của bất động sản ven biển miền Trung, vốn rất được ưa thích trong thời gian tới.